Hi. Chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Mua Đồ Dò, bình luận viên tào lao chào với đâu Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Đây là kèo kỳ 22. Rất hấp dẫn, kịch tính nha các bạn. Thì ta bây giờ đứng trước màn hình ống kính của Lâm là ba đời công bằng của tem Sóc Trăng. Còn bên kia là Thanh nhỏ và bé Rau chủ sân. Một pha kết thúc quá tốt của Thanh nhỏ. Tỷ số hiện tại bây giờ là 6-0, nghiêng về cho bé Rau và Thanh nhỏ. Sao không? Sân hai bên là 11m8 nha các bạn, sân đại dương nha. Hiện tại bây giờ là 17 giờ giờ địa phương của Châu Đốc. Nhiệt độ rất mát mẻ cho trận đấu. Ba đời vừa tự sát tại Đắk Lắk. 7-0. Nghiêng về cho Thanh nhỏ và bé Rau. Đánh 10 điểm tới các bạn. Không biết điều gì đang xảy ra. Bóng ngoài 8-0, một kỷ lục chưa bao giờ từng thấy kỳ 22 như thế này. Có lẽ giống đi cờ bia quá. 9-0. 10 điểm tới nha các bạn. Thật sự không biết điều gì xảy ra giữa ba đời và bằng. Đây là cặp rất nặng ký của tem Sóc Trăng. 9-0. 10-0. Không tin được điều gì đang xảy ra. Thật sự không tin được các bạn à. Không tin được điều gì. Kỳ 22. Đây là sân đường Trương Định, hẻm 129. Quẹo vào hẻm khoảng 100m các bạn. Ở sân của bé Rau. Sân này thật sự quánh sân đại dương, rất mát mẻ đủ thứ các kiểu, nhưng kèo chế là nhiều nha các bạn. Chúc các bạn những ngày cuối tuần luôn vui khỏe, an lành may mắn trong cuộc sống nha. Cái này nó có này, cái này sao còn có gì năm nha.